Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với Civica Vlog. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một bộ xích quấn lốp bánh xe tải loại mới mà anh em mới chế tạo ra. Đây. Thì để mình nói sơ qua cho cái bộ xích mà trước giờ anh em vẫn hay đặt. Đây là những bộ xích của lốp gầm mốt nha anh em. Thì đây là bộ xích thông thường, bộ xích thông thường anh em hay đặt. Và những năm trước mình hay làm cho mọi người. Thì hai sợi xích hai bên này mình làm phi 8 vì nó không có bám vào đất, nó chỉ giữ thôi, nên mình làm phi 8 cho nó nhẹ. Còn những cái đất thang nằm ngang là mình làm phi 10 để bám vào đất cho được tốt. Thì đây là bộ xích của lớp 11, thì có tổng cộng có 15 đất thang. Khoảng cách giữa hai đất thang này ra vào là khoảng 18 phân rưỡi. Thì trước giờ những năm trước đây thì em hay đi loại này, đi loại này. Nhưng mà nó có một cái nhược điểm, mà lâu nay anh em nó nghiên cứu thì bây giờ nó mới chế tạo ra bộ mới để mà khắc phục. Cái nhược điểm là những cái nắp này nè, những nắp nằm ngang này nó lọt vào cái gai của cái bánh xe, gai của lốp xe. Thì trong quá trình chạy qua chạy lại thì nó làm bể mất cái gai đi, nên làm hư mất cái lốp. Với lại là cái lỗ này cũng hơi to, ví dụ mình đi gặp đá cứng thì đá cái phần lỗ này nó to thì đá có thể nó đâm, nó chém vào bánh xe, nó chém vào lốp xe thì làm lũng bị đứt lốp xe đó. Thì để khắc phục cái nhược điểm đó thì anh em cũng nghiên cứu và cũng dạng như cũng tìm hiểu đi, rồi mình copy ý tưởng người khác thôi, thì mình làm lại cái bộ xích này loại mới. Thì bây giờ mình cũng làm những nấc thang, 15 nấc thang, nhưng bây giờ là nấc thang đôi nè, nấc thang đôi như thế này. Nấc thang đôi như thế này. Mình sẽ làm những nấc thang đôi như thế này. Thì mình làm như thế này á, nó có ưu điểm là nó bám vào cái bánh á, nó bám vào bánh rất là kỹ luôn. Và thứ hai là khi nó bám vào bánh thì những cái sợi này nè, khi xe nó chạy á, nó không có, nó được giữ cố định này, nó không có chạy qua chạy lại nên nó không làm bể cái gai của cái lốp. Và thứ hai là cái độ dài này, cái độ này nè, cái phần mà xích bám vào lốp á nó dài hơn, mặt độ nó dài hơn nên là những cái lỗ này nó rất là nhỏ. Thì ít có cơ hội mà đá mà nó cắt được cái lũng, nó cắt cái bánh của mình. Đá mà nó cắt cái bánh của mình nó hiếm hơn so với cái loại thông thường kia. Loại thông thường kia lỗ nó to, đá nó thể chém làm lũng bánh. Thế hai loại này là dùng loại này nó tốt hơn, là nó sẽ bảo vệ cái bánh, cái lốp xe mình tốt hơn. Cái thứ hai nữa là xích nó nhiều nên là nó tăng độ bám dính trên của cái lốp xe, nên là mình đi trên đường là nó tốt hơn, nó chống lại tốt hơn. Thì đây là bộ xích lốp 11 mà mình làm cho một vị khách họ đặt. Thì đây là lồng toàn là xích 8 hết, hai sợi trim này là xích 8, rồi cái sợi những nấc thang này mình cũng làm xích phi 8 luôn, thì cho nó nhẹ. Vì bây giờ là những nấc thang này là thang đôi rồi mà nó nhiều xích rồi mà, thì cái độ tăng, cái độ bám dính của lốp xe vào đất nhiều hơn rồi, mình làm phi 8 thôi là cũng ok rồi, và nó nhẹ, nó vừa thao tác, nó dễ dàng. Còn mình vẫn có làm những cái bộ thang này nấc 10, nhưng mà một số đặc biệt anh em nào mà muốn thích những lượng nấc thang này làm phi 10 á thì mình vẫn làm được, mình làm phi 10 luôn. Cho thì nó nặng lắm, nó hơi nặng thôi. Một sợi này nó rơi vào, nếu như làm phi 10 á thì một sợi này rơi vào nó phải cho lốp gần mốt nha, nó lốp gần mốt thì một sợi này phải gần 40 kg các bạn, một sợi gần 40 kg, khoảng 37 đến 38 kg gì đó, trong khoảng đó mình chưa gần, nó vừa gần gấp đôi sợi thông thường đó. Gần gấp đôi sợi bình thường. Còn nếu là phi 8 không thôi thì nó nhẹ hơn, một sợi rơi vào khoảng 31-32 kg, khỏe hơn, khỏe rất nhiều. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em những cái loại xích mới của 2020 mà xưởng mới nghiên cứu thêm. Thì anh em nào có đặt hàng thì liên hệ mình sẽ làm những gửi cho anh em. Đây là cái móc
cái móc này mình chỉ việc móc vào xích rồi xong. Mình sẽ móc như thế này anh em này, mình sẽ móc như thế này, móc vào đây. Có nhiều anh em là cũng chưa biết cách móc nên mình sẽ móc vào cho cái này này, cho xích này này. Nó vào trong cái đó, nó vào trong cái lỗ của bánh xe, cái lỗ của cái móc là được. Đó, mình móc này, móc giống như là móc móc xích điện tờ á, chứ không phải là lấy cái mũi này mà móc vào cái lỗ là không đúng, móc vào cái lỗ này là không đúng, móc vào cái lỗ này là không đúng nha. Mình móc vào đây, móc thế này mới đúng, móc này, móc thế này đó, vậy thế này là sao. Ok, đây là cái bộ xích của 2020 gọi là bộ xích đặc biệt. Vì là những nấc thang nằm ngang mình sẽ làm xích đôi, làm gọi là những nấc thang đôi như thế này thì nó bảo vệ lốt mình tốt hơn. Thứ nhất là nó bảo vệ lốt được, tốt, hạn chế mà đá cắt vào bánh xe và hạn chế là phá lốt bánh xe. Và thứ hai là tăng độ bám dính hơn, tăng độ bám dính của bánh xe vào mặt đường. Và vậy là cái bộ lốp này có hiệu quả hơn so với bộ lốp này là bộ lốp thông thường. Thì hôm nay mình muốn giới thiệu anh em thêm một bộ lốp mới đó. Thì anh em nào có nhu cầu đặt hàng cho mình thì cứ gọi cho mình số điện thoại 0981 318 300 là số điện thoại mình để dưới tiêu đề video á. Thì có hai loại, đây là loại thông thường và đây là loại đặc biệt đó, cho anh em phân biệt. Còn hình ảnh mình có chụp một số hình ảnh mình có đăng lên Facebook của trang mà CBK Vlog á, anh em cứ vào tham khảo để sẽ xem được một số hình ảnh chi tiết. Mình xin chào anh em và mình xin kết thúc video tại đây.